Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình. Thì sáng nay ông chồng mình ổng đi lấy cái chiếc ghe về, rồi giờ mình nấu cơm sáng cho cả nhà mình ăn. Rồi bữa nay mình làm món là thịt ba chỉ ghim sả nha cả nhà. Đây mình chuẩn bị 2 kg thịt ba chỉ, rồi mình nấu canh với lại khoai từ, rồi có tôm với lòng vịt này sả, để rồi mình sắp thịt heo ra chút mình ghim sả với lại hành với tỏi, hành tím. Bây giờ mình lấy thịt này mình sắc. Thịt này thịt ba chỉ ngon quá. Con bắt nước cho mẹ chần thịt ha. Lòng vịt đây mình sắc xong rồi, giờ mình ướp. Mình để vô ít hạt nêm, nửa muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt, ít nước mắm. Rồi hành tỏi băm mình để vô, trộn lên. Nước sôi dữ rồi. Để ăn ít gừng với hành tím vô nước. Thịt hồi sớm mình sắc rồi, giờ mình chần lại nước sôi. Mình bỏ vô nước sôi mình trụng lại cho nó ra cái nước đục, miếng thịt nó ngon. Rồi mình vớt ra. Bào cái thao này con bào vô được không ạ? Để cái thao mà sạch nó con bào đi. Bào đi mình sạch. Bắt chảo mình để mình chiên thịt. Ê, mẹ ơi con giúp cơm rồi nè mẹ ơi. À, vậy thôi bắt cơm lên đi, con nhúng lửa luôn nha. Dạ, nhúng cái này cho. Giờ mình chế ít dầu vô. Rồi mình để thịt vô mình chiên. Mình chiên sao vậy cho nó ra mỡ, mỡ để mình đun lại cho nó ngon. Mở bớt cho miếng thịt nó giòn. Thank you.
Con bắt chảo con xào hả? Con xào cái lòng đó cho mẹ đi. Ít ít dầu thôi con. Dầu sôi rồi bỏ tỏi với hành vô. Tỏi với hành vàng rồi giờ mình sẽ cho đồ lòng vô. Mình để vô cái gỗ cho nó ra dầu rồi giờ mình đổ vô cái thau xả này để mình ướp. Mình ướp mình ghim. Mình cho vô nửa muỗng đường. 1/4 muỗng bột ngọt. 1/4 muỗng hạt nêm. Mình cho vô một ít nước mắm. Rồi mình xóc lên. Rồi mình chặn lên. Sốc mà nó không thấm được. Rồi giờ mình đập khoai để mình nấu canh. Ôi, nước sôi rồi. Nước sôi rồi mình cho khoai từ vô. Cái này một mớ rồi mình sắc cục, một mớ rồi mình quét nhuyễn. Thì vô luôn, khoai từ nó cũng lâu chín. Hiện con nồi canh cho mẹ, mẹ bắt lên mẹ gam thịt nha. Dạ. Dứt bột chim đó. Rồi mình để vô một muỗng mỡ. Cái này bỏ vô phiên nữa hả hết mẹ? Con nữa thôi con. Dạ. Nhiều quá. Con múc cái nước ngọt này vô luôn nha. Con múc thì có này có kia vậy phân nửa đi. Được chưa mẹ? Chắc được rồi con ơi. Không. Không nhiều thì con thêm miếng nữa đi. Còn vừa thôi, nhiều quá ăn cũng ngán lắm. Chắc được rồi hả thầy? Rồi mở nóng rồi mình để hành tỏi vô. Rồi mình đổ xả vô. Rồi xả vàng rồi mình vớt cái xả này ra bớt. Rồi mình để vô 3 muỗng đường. Mình để nửa muỗng hạt nêm, 1/4 muỗng bột ngọt. Rồi mình để vô một giá dầu hào. Rồi cho vô một giá tương ớt. Rồi mình cho vô đây hơn một giá nước mắm. Thì giá nhỏ. Canh này mình để vô cái muỗng đường phèn mà mình lột rồi mình ướp rồi mình để vô luôn.
gia vị nó cũng đều hòa quyện với nhau rồi. Giờ mình đổ thịt vô để mình ghim. Canh chín rồi con bỏ hành ngò vô luôn nha mẹ. Ừ, để hành vô đi con, rồi dùng cơm ăn. Mà đâm tiêu với thiệt. Dạ. Có tiêu không thơm. Rồi mình để ớt vô. Lấy chén ra bới cơm ăn Hiền ơi. Mệt. Cha ngồi ghe đau lưng. Bữa nay mà lấy ghe mới về đó. Lấy cái giá này. Bây giờ này mới nấu được bữa cơm ăn đó. Ghe. Sáng chạy ghe buồn ngủ không? Chạy buồn ngủ chứ lắm chứ. Cả đời luôn hả? Lâu dữ rồi mới chạy ghe. Thôi nó buồn ngủ hết biết luôn. Ngót chở đi. Tức là nó xa nó chứ. Lâu lắm rồi. Đi xe hay nó nhanh nên nó quen rồi. Lâu lắm rồi không có đi ghe đó. Ngồi ngáp hoài luôn rồi lấy nước rửa mặt. Nhà nước ngựa không qua ngay chỗ cái cống, ngay chỗ cái bằng cái gì, cái cửa khẩu á. Rồi nó chạy xiết. Ủa vậy hả? Con sợ cho nó cho qua không được nữa. Ở khúc ngoài hả? Cái cửa cửa khẩu đó, cái nó chưa có đóng. Nghe chạy dạ đó mẹ. Miệng cống đó hả? Miệng cống. Nó chưa đóng á chứ. Chưa đóng, vì có hỏi rồi. Nếu mà ủa làm lâu dữ lắm rồi mà chưa đóng hả? Có đóng rồi thì đi đường ba phố vô. Ăn cơm anh ơi. Ta đóng nước. Mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Bữa nay ăn mừng có được chiếc ghe mới. Mới đem về. Mời cả nhà cùng ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm canh khoai tờ nấu với lòng vịt. Với tôm. Nấu cho nó ngọt nước. Chứ mua có mấy con tôm à. Con khoai tờ phải ăn là nước cơ thầm luôn. Khỏi tự nhai. Rồi mời cả nhà ăn cơm với trong khoai tường ra em. Mà người có được chiếc ghe nó mừng nó đi xuống nó bơi. Hồi nãy thịt đồ để vô không chứ không có đem thêm bột ngọt với lại hạt nêm nữa hẹn. Quên nêm luôn hả mẹ? Mẹ quên nêm mày. Rồi bơi ghe. Mà điều tôm nó cũng ngọt hả? Nó với con khoai rồi đi xuống bơi ghe. Không mà giờ cũng vừa ăn chứ. Ôm là hồi cuối hơn. Vừa ăn rồi, đem thêm mà. Ừ, vừa ăn thêm. Con bơi ghe là hình như học lớp lớp 1, lớp 2 là con bơi ghe là. Hồi đó học trường gần đây nè. À, tự bơi ghe đi học. Lớn rồi biết bơi ghe đi học á hả? Nó giờ xuống không còn nhớ. Thịt với tôm nó cũng ra nước ngọt cũng vừa ăn. Con hiện nó biết bơi hả? Đi cái máy rồi. Nãy bơi được rồi nha. Đi máy rồi nó biết bơi. Nãy anh xấu lắm mẹ. Chiếc quà để con bụng cái tay nãy anh xấu lắm, anh bơi nước xuôi dòng tới hồi đưa con nước ngược dòng bơi gần chết. Nãy đem đồ xuống ghe giặt thôi vậy hả? Ừ. Trời ơi. Làm cái cầu. Người đó mát. Ăn thịt riêng chả là ngon không anh? Ăn rồi, ngon. Thịt này á, kẹp cho vô miếng bánh trước. Nó có mẹ hèm à, bẩn vuốt rồi hả? Mẹ pha mấy món đó nè. Ừ. Cái xả thơm. Đó, đóng nắp quạt đập lên, trong hơi nước nhiều á.
lên ruộng xuống đâu. Bây giờ giữa đồng mới vui. Trước thì bây giờ không có nữa. Hết đồng rồi. Hết đồng rồi. Chạy máy đó. Ừ, đó. Đó chưa có bà bao rồi, tháng này chạy máy ruộng không? Mệt, ăn cơm mày mất nhẹ. Nhỏ nhỏ cha đi đặt lương á, chạy bằng máy bự luôn. Bữa nào hai cha con đi đặt lợp hay là đi chạy thì ăn bữa à? Có ghe nè, có ghe á, chạy xong á, chạy cho có cá à. Đúng gì nước trước thấy nhanh á. Sao cũng nhanh. Giờ chạy không chắc không có cá gì. Vậy hả? Sao mày không thấy chạy chắc bay nhiều quá. Bữa nào phải dọn trước. Bữa nào dọn là mấy cái cây đó thì giờ làm củ chụm thôi. Mình ở đây phải có chụm. Trời trời. Cái cám thừa trước á cha. Ừ. Trời cả lòng tông cái rảnh rồi. Trước cá còn nhiều bây giờ hết rồi. Đang nấu cơm mà thấy chiếc ghe đi xuống bơi rồi. Mẹ tình mẹ nấu lu bu mẹ quên mẹ đó giờ mẹ mới nhớ. Mẹ có để vô một ít chút xíu đường với ấy hả? Chứ mẹ không có đi bột ngọt đâu nè. Mà nó ra thịt mà thịt nó ra nước ngọt cũng vừa. Vừa ăn rồi. Trong cái thịt mẹ niêm rồi. Có niêm ít. Mình thấy ăn có cục gân. Cho ăn cục gân anh nha không được. Sườn thì ngon anh. Sườn rút sườn nè. Thịt mẹ chảy mà rút sườn vậy làm. Ừ. Cái thịt nghe phần đó nó cũng ngọt hơn nữa. Ừ. Kèm miếng ớt nữa cho nó. Khoai từ này mới nè, nó ngon. Khoai từ cũ rồi chứ nó ăn hơi sườn. Nó đắng. Còn mấy tủ rồi không ấy nấu không? Để thấy không nó hết ngon. Khoai vậy mà nấu ra cái nó ngọt lắm nè. Tôm một cái. Đi ghe giờ đường sông có sống không mà? Không. Chạy mình sông không có ai hết vậy. Mình hoặc mình ngục sông hả? Dạ. Không có ghe chạy đâu có sống. Trước đi gặp ghe lớn mấy cái sông nhỏ nhỏ này sợ. Ở lần mình... Dạ. Ở lần mà đi mấy cái cua nó sợ lắm. Ghe lớn, ghe lớn. Ghe lớn nó ôm cua. Và mấy cái đó hồi, hồi đó thì xong ghe đồ đi nhiều thì cũng đi cũng mấy tới mấy cái cua sợ lắm. Ừ. Không tránh nhau được không thấy á. Nếu con đi học rồi đi bằng ghe từ lúc mẫu giáo cho tới lớp năm. Đi vậy chứ cũng cẩn thận nha, bên ai nó đi rồi. Chứ nguy hiểm lắm. Cũng hay chiều. Có lực hết trơn à, lực đừng nghĩ á. Nó qua cái cua đó là nó tới bệnh. Con đi sai rồi con cũng chịu trách nhiệm chứ đâu. Xe này mình thắng là được. Ừ. Còn giờ máy mình khó đâu có thắng được. Cũng bên nào nấy đi á chứ. Chạy cũng cẩn thận chứ. Hồi đó đi làm ghế giờ nhảy xuống thấy là nó chạy. Ở xong thì ghe lớn người ta có kèn. Mày ai xuống giờ chừng không nhớ chiều nữa. Trời ơi, dễ gì không nhớ con. Có bẩm sinh rồi, hồi nhỏ tới giờ. Hồi lớp mẹ đi học á, mẹ cấp 6 rồi là mẹ chèo xuồng ta te luôn. Đi chiếc xuồng mà thẳng lắm kìa. Chứ không phải là như bây giờ đâu. Anh cho em cục gân này bự quá. Nhận được. Đi học rồi đó, đường thân đâu có bắt cầu rồi như bây giờ đâu. Phải đi ghe. Đã bước ra là ghe không? Đi ghe đi. Ghe đi bộ. Cầu không có cầu đi phải lội sông cho nên phải lội giết mà mới biết lội luôn. Cầu. Nói ghe cũng hên là ngay ghe tốt. Hai ghe lớn người ta kéo lên nè. Mà bạn ăn đó. Được. Hồi đó đi ghe mà cái cầu ngày xưa là cầu... cầu mà còn cái móng ở giữa sông á mẹ. Ừ. Giờ nó nước nó xí cho nó chảy á. Ừ. Còn giờ cầu cái móng lên bờ hết rồi.
Vậy hồi đó người ta bắt cho ghe nó đi. Giờ mấy cái cống gà mới ghê. Con như cha nói mới nhớ cái cống nó chảy xiết lắm. Nó giòn lên, nó giòn chảy xiết. Giòn lại giữa không à. Chạy qua mấy cái đó gần câu tới nè, chạy lên gà từ lớn nè. Chạy đó cái... nó hút lắm. Sình lại. Con người đi trèo ha. Người thì trèo, người thì bơi. Nói trước bơi rồi nghỉ. Nghỉ mới đi qua nổi cái chỗ đó. Đó có trèo thì cặp vô đó lành qua đó. Thôi trèo lên. Hồi đó là mẹ ở dưới ngoại á, đi chợ về nước ngược á, tới mà mấy cái nò á với mấy cái gió á, trời ơi trèo bị chết luôn. Con nhỏ thì lần đục lá đó, mẹ đi chợ lấp trèo lấp chạy máy. Nói chung bây giờ sông nước cũng không chảy không lại bởi trên ruộng nó đổ chú á. Bây giờ nó chuối xong rồi nó chảy không có mạnh. Mẹ yếu rồi chứ hồi lúc có con mẹ cũng còn chạy máy mà. Đó mẹ chạy máy cũng lại 7. Vậy là cũng có chạy máy dầu. Ừ. Quay không nổi phải không? Quay không nổi, mẹ lái thì được nhưng mà mẹ quay quay không nổi. Hồi đó mẹ chạy ra máy mà mượn cậu quay. Tới dưới cái mượn cậu tỉ xuống quay. Rồi chạy về. Chạy về được. Để mẹ biết lên ga xuống ga với chỗ tắt là được không? Mẹ sợ có cái mẹ không biết được đó, không tắt được. Chạy hoài hả? Hồi đó có con làm nhà đâu, mẹ đi chợ chợ gạo luôn, mẹ cũng đi máy nha. Không tắt được lũi luôn mấy bờ mẹ. Cái máy chạy hoài nó không dừng đó vậy? Đó là hưởng sách của em. Nếu không thầm. Còn cái máy cũng là 7. Đó cũng nhạy lắm. Đó là không giật không chạy. Không hết chứ sao. Ông đó ông tắt không nóng không? Giật cái máy không chạy tức quá lấy về giật đập vô cái máy luôn. Đập góp góp. Hết cái máy xong cứ lên nhà người ta mượn chèo đi. Bỏ máy luôn hả cha? Bỏ máy. Giờ tưởng là về lặn xuống mò. Cái chừng mà hết giận rồi nguội lại rồi đi mò rồi đem về sữa. Sữa. Mắc cười lắm, mấy người tắt nóng mắc cười lắm. Giờ xe giờ cũng vậy chứ gì. Đạp cũng không chạy hồi quạo. Đạp. Con mà đạp không chạy á, đừng có bị thương gì ăn, đừng có bị chạy rồi ha. Rồi không sao. Thế mà bị vô nó gây thương tích rồi còn tích nữa. Wow. Vô mắt cá rồi ha. Đưa nó chạy vô mắt cá rồi. Của mình đập của mình hư của mình chứ đúng không ạ? Nhiều người nóng mắt rồi á. Cái đó là người ta thường gọi là giận mất khô. Hồi của mình cũng hư của mình. Nóng quá đập luôn. Đó mẹ đi chợ, cái ổng nó tánh nóng lắm. Mua dưa hấu là không có cho lựa. Còn mấy người kia, ổng nó bắt gốc nào là một gốc rồi chứ không cho lựa. Còn mấy người kia chúm nào lại lựa. Ổng tức quá, ổng giận quá, ổng lấy dưa hấu liên vô cái bàn ghế, bung bung mất. Rồi sao rồi bán lựa rồi. Thấy ổng này ổng nóng quá, quán hồn. Bung ra đi chợ. Không ai bán luôn. Giờ ổng bán đâu có được. Mà thấy mất cười mà. Nóng mà. Mà nhiều người nó kỳ lắm. Đỡ người ta giao rồi người ta không có cho lựa. Thì mình không lựa. Không. Cũng nhào xuống lựa. Tức quá. Càng chém quá. Ngon. Ngon quá. Đói bụng hả? Sáng giờ chưa ăn gì đói bụng hả? Giờ lâu lắm không ăn, chưa ăn cái canh này. Vậy hả? Em phải từ rồi. Lúc này tới mùa là có mùa phai rồi. Mùa nước nổi rồi. Như vậy khoai mới nó ngon. Từ dạ. Mới ngon. Mình dở để khoảng tháng, 2 tháng sau ăn hết ngon. Ăn đi còn nữa. Canh. Canh ngon quá. Làm như nó hết ngọt rồi nó nhiều không. Nước thêm không? Không nước. Thôi được rồi. Múc nữa. Có canh này ăn mau đó. Múc nữa là nó nóng. Dạ vô cái nước. Để vậy mẹ nhắc nồi cơm trước. Mẹ để nồi canh sau. Đến nơi đi mệt về rồi cái nóng nữa. Nóng quá. Ăn hỏi hoài thì mệt rồi. Ăn không vô. Dạ có cái nghề đó chứ gì. À, gặp mà canh nóng. Rồi lên cơm nóng nữa. Ngồi nhìn tức đói bụng rồi tức. Quạo. Cái lòng nấu cháo nấu canh nó ngọt quá. Ăn nó không ngán. Thịt không nhé. Thấy là nấu canh với lá chắc cũng ngon. Mơ mốt nấu. Xào cái nấu không nữa ngọt. Mơ mùi vô. Đúng bài luôn.
Đây nó canh lá cá còn có môn. Còn dưới em là môn với lá cá. Môn với lá cá ngon vậy? Dạ. Ở dưới là ăn môn với lá cá. Bữa nào thử em mẹ ngon hả? Dạ. Vậy hả? Vậy nhà mình có nè. Bữa mẹ sợ nấu ăn không biết có kỹ không? Chứ còn vậy. Môn là gì lá cá? Phải có lá cá. Ngon vậy. Chứ lá cá không là không khi nào ăn được á. Vậy bữa nào ông nấu mẹ ăn á. Bữa trà hái lá hủ qua với lá cách với cái lá bình bát mẹ nó không được một thứ lá hủ qua không đi, đừng có lá cách mà đừng có bình bát vô tập tàn. Hủ qua mình đánh đột quá chừng vậy mình làm món gì ăn lên đột mất mất con à. Ủa vậy sao anh không nói em hái ông dài anh? Dài mà bự bự bằng chiếc đũa vậy nè ông bự hả nước canh ăn ăn đi nấu lẩu hả lẩu nướng đợt hôm qua nhiều lắm đó là tới chừng phát cỏ á đem nó ra ngoài cho nó bò lên lục bình á nó bò nó bò là mấy cái ổi rồi mới kéo nó xuống giục nó không ừ. Cho bò ra lục bình đi có trái à bữa chàng nó ăn chưa được bên đó thì thuốc hỏi á bây giờ là không ăn lâu rồi bây giờ lâu rồi chén nào thêm cục thịt này nữa chắc dư quá. Nay đi làm mệt gì ăn nhiều đấy. Ăn no à. Xuống đây chơi nữa không? Nước cạn rồi, bơm nổi. Nước cạn rồi hả Khoa? Ừ. Mấy kia mình đi đốn dùng nước đó. Xuống đây mình ngủ đi. Trời. Mát dữ à, xong nước. Bữa nay có ghe mới rồi vui quá. Tới giờ này mới được bữa cơm ăn. Thôi cả nhà mình cũng dùng bữa no rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye.